Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, 6 tháng năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo các đoàn kiểm tra giám sát giải quyết xong và đưa khỏi diện chỉ đạo đối với 4 vụ án, còn 3 vụ việc và 8 vụ án đang tập trung chỉ đạo giải quyết theo quy định. Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp trên 6,2 nghìn lượt công dân phản ánh khiếu nại tố cáo trên 4.700 vụ việc, tiếp nhận và xử lý gần 5.600 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị trả lại cho cá nhân trên 4,6 tỷ đồng và 149.000 m2 đất, bảo vệ quyền lợi cho 13 cá nhân. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 192 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 123 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền gần 20 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 18 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an khởi tố mới 7 vụ, 11 bị can phạm tội về tham nhũng chức vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 11 vụ, 39 bị can. Tòa án Nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 13 vụ, 42 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, đã xét xử 7 vụ, 16 bị cáo, đang trong thời hạn xét xử 6 vụ, 26 bị cáo. Những kết quả đạt được trong công tác nội chính phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua là rất quan trọng, qua đó siết chặt kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ. Đây cũng là yếu tố giúp củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và ổn định xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong hai ngày 30 đến 31 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Sầm Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thành phố Sầm Sơn đã đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu đề ra. Các cấp công đoàn đã vận động các nguồn lực tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, trao quà cho hơn 11.000 lượt đoàn viên, hỗ trợ xây dựng 14 nhà mái ấm công đoàn, ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp mang lại lợi ích cho 5.379 lượt đoàn viên người lao động, thành lập mới 15 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 613 đoàn viên, bồi dưỡng giới thiệu 489 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 5 năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã thực hiện 4 chương trình dân vận khéo với tổng số tiền huy động hàng tỷ đồng. Có 1.227 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng trên các thực hiện cuộc vận động, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách. Đại hội đã thảo luận thống nhất 10 chỉ tiêu hàng năm, 6 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, 2 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028, bầu Ban chấp hành khóa 10 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Theo đó, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở và 20 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Xác định đây là chính sách tác động trực tiếp đến các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Thời gian qua, huyện Lang Chánh đang tập trung triển khai hỗ trợ các hộ làm nhà theo quy định. Căn nhà với diện tích 90 m2 của gia đình anh Lê Thị Sơn ở thị trấn Lang Chánh đang hoàn thiện phần móng. Là hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình anh Sơn được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới. Tuy nguồn hỗ trợ này chỉ đáp ứng được một phần kinh phí khi giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng đây là nguồn kích cầu quan trọng, là động lực để gia đình anh quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới. Nhà nước quan tâm đến thì gia đình cũng là phải quyết định quyết tâm để làm, thì cũng phải cố gắng, cũng phải cực. Thì toàn là hỗ trợ là cái vật liệu cũng là cùng cảm ơn nhiều. Ngay khi có dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tại 10 xã thị trấn của huyện Lang Chánh, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Kết quả, huyện Lang Chánh có 1.698 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa nhà ở. Đến nay, các hộ đang tiến hành xây dựng hoặc sửa chữa nhà với diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, đảm bảo ba cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ từ 20 năm trở lên. Các địa phương cũng đã huy động nhiều nguồn lực và nỗ lực thực hiện để việc hỗ trợ được đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, như các phương tiện truyền thông đã đưa tin,
Thời gian gần đây tại thôn Đồng Hội, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng ruồi nhặng dày đặc làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xác minh sự việc và chỉ đạo khắc phục tình trạng trên. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, nguyên nhân khiến ruồi nhặng xuất hiện dày đặc là do công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Vi Hà đã sử dụng khoảng 550 tấn phân gà chưa qua xử lý để bón cho cây trồng tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao tại thôn Đồng Hội, xã Thành Công. Huyện đã yêu cầu công ty này khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp khắc phục hậu quả. Trước mắt là phun nhiều đợt hóa chất để diệt ruồi, khử khuẩn cho toàn bộ vùng bị ảnh hưởng cho đến khi không còn ruồi nhặng. Đồng thời giải vôi bột trên bề mặt diện tích cây trồng đã bón phân gà để khử khuẩn tiêu diệt mầm bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng ruồi nhặng dày đặc tại thôn Đồng Hội đã giảm khoảng 95% so với thời gian cao điểm. Phun thuốc này cho anh em trong làng, trong cái thôn này đấy. Từ hôm đấy là thấy đỡ mà không phải ăn cơm chung với ruồi nữa. Hiện nay, tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao tại xã Thành Công vẫn còn khoảng 50 tấn phân gà chưa qua xử lý. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Vi Hà đào hố để ủ số phân gà trên và thực hiện các biện pháp xử lý đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi các ngành chức năng kiểm tra đánh giá đạt tiêu chuẩn mới đưa ra bón cho cây trồng. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và xã Thành Công thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ruồi nhặng gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đồng Hội và quy trình sử dụng phân bón tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Vi Hà, tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra. Thời gian qua, các vụ nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng rất lớn bị cơ quan chức năng thu giữ, khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngại về chất lượng của đồ uống đang rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Những vụ bắt giữ của các cơ quan chức năng gần đây cho thấy tình trạng sử dụng nguyên liệu trà sữa giả không rõ nguồn gốc để pha chế đồ uống vẫn còn nhiều trên thị trường. Đây là mối lo ngại đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến đồ uống. Hiện nay, nhiều loại nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, các hương liệu, màu thực phẩm, đường hóa học chưa được kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, hãy là những người tiêu dùng thông thái, không nên uống các loại trà sữa không rõ nguồn gốc, các loại bày bán ở vỉa hè và không uống trà sữa thường xuyên liên tục để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Mặc dù chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, quyết liệt trong việc xử lý vi phạm, nhưng tình trạng xả rác thải ra các hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tái diễn. Nhiều người dân vô ý thức vứt rác bừa bãi xuống kênh mương. Rác thải tấp vào những điểm cống lấy nước, nhất là các khu vực cuối các tuyến. Hầu hết các kênh mương đang phải cõng một lượng rác lớn. Tại chi nhánh thủy lợi huyện Triệu Sơn, trung bình mỗi tháng công nhân đã trục vớt 30 khối rác các loại. Còn tại 3 điểm thu gom của kênh Bắc tại các vị trí đập chợ Nhàng, đường sắt, mật sơn, mỗi ngày công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, đơn vị quản lý kênh Bắc trục vớt gần 1.800 mét khối rác. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân, ô nhiễm môi trường mà còn gây khó khăn cho việc điều tiết nước sản xuất và đe dọa về an toàn của các tuyến kênh mương. Một số kênh của chi nhánh đang quản lý là nằm ở cuối nguồn, do đó là có một phần là rác thải do người dân của các cái huyện đầu nguồn xả xuống và trôi đọng lại phía cuối kênh của chi nhánh quản lý, do đó gây rất nhiều khó khăn cho cái việc dẫn nước cũng như là đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Để điều tiết nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho nhân dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Sông Chu đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức lực lượng đầu tư máy móc phương tiện như xe vận chuyển, máy múc, máy vớt rác tự động ở xa bờ kênh để thu gom vận chuyển, xử lý lượng rác thải lớn trên các tuyến kênh. Bên cạnh sự nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Sông Chu trong việc đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt của nhân dân, về lâu dài để giải quyết tình trạng vớt rác thải xuống kênh mương, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức của người dân. Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Thưa quý vị và các bạn, như các phương tiện truyền thông đã đưa tin,
Thời gian gần đây tại thôn Đồng Hội, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng ruồi nhặng dày đặc làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xác minh sự việc và chỉ đạo khắc phục tình trạng trên. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, nguyên nhân khiến ruồi nhặng xuất hiện dày đặc là do công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Vi Hà đã sử dụng khoảng 550 tấn phân gà chưa qua xử lý để bón cho cây trồng tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao tại thôn Đồng Hội, xã Thành Công. Huyện đã yêu cầu công ty này khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp khắc phục hậu quả. Trước mắt là phun nhiều đợt hóa chất để diệt ruồi, khử khuẩn cho toàn bộ vùng bị ảnh hưởng cho đến khi không còn ruồi nhặng. Đồng thời giải vôi bột trên bề mặt diện tích cây trồng đã bón phân gà để khử khuẩn tiêu diệt mầm bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng ruồi nhặng dày đặc tại thôn Đồng Hội đã giảm khoảng 95% so với thời gian cao điểm. Phun thuốc này cho anh em trong làng, trong cái thôn này đấy. Từ hôm đấy là thấy đỡ mà không phải ăn cơm chung với ruồi nữa. Hiện nay, tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao tại xã Thành Công vẫn còn khoảng 50 tấn phân gà chưa qua xử lý. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Vi Hà đào hố để ủ số phân gà trên và thực hiện các biện pháp xử lý đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi các ngành chức năng kiểm tra đánh giá đạt tiêu chuẩn mới đưa ra bón cho cây trồng. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và xã Thành Công thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ruồi nhặng gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đồng Hội và quy trình sử dụng phân bón tại dự án trồng cây ăn quả cam, bưởi, mít thái công nghệ cao. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hạn đầu tư và phát triển Vi Hà, tránh những sự việc tương tự có thể xảy ra. Thời gian qua, các vụ nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng rất lớn bị cơ quan chức năng thu giữ, khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngại về chất lượng của đồ uống đang rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Những vụ bắt giữ của các cơ quan chức năng gần đây cho thấy tình trạng sử dụng nguyên liệu trà sữa giả không rõ nguồn gốc để pha chế đồ uống vẫn còn nhiều trên thị trường. Đây là mối lo ngại đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến đồ uống. Hiện nay, nhiều loại nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, các hương liệu, màu thực phẩm, đường hóa học chưa được kiểm tra thường xuyên. Vì vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, hãy là những người tiêu dùng thông thái, không nên uống các loại trà sữa không rõ nguồn gốc, các loại bày bán ở vỉa hè và không uống trà sữa thường xuyên liên tục để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Mặc dù chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, quyết liệt trong việc xử lý vi phạm, nhưng tình trạng xả rác thải ra các hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tái diễn. Nhiều người dân vô ý thức vứt rác bừa bãi xuống kênh mương. Rác thải tấp vào những điểm cống lấy nước, nhất là các khu vực cuối các tuyến. Hầu hết các kênh mương đang phải cõng một lượng rác lớn. Tại chi nhánh thủy lợi huyện Triệu Sơn, trung bình mỗi tháng công nhân đã trục vớt 30 khối rác các loại. Còn tại 3 điểm thu gom của kênh Bắc tại các vị trí đập chợ Nhàng, đường sắt, mật sơn, mỗi ngày công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, đơn vị quản lý kênh Bắc trục vớt gần 1.800 mét khối rác. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân, ô nhiễm môi trường mà còn gây khó khăn cho việc điều tiết nước sản xuất và đe dọa về an toàn của các tuyến kênh mương. Một số kênh của chi nhánh đang quản lý là nằm ở cuối nguồn, do đó là có một phần là rác thải do người dân của các cái huyện đầu nguồn xả xuống và trôi đọng lại phía cuối kênh của chi nhánh quản lý, do đó gây rất nhiều khó khăn cho cái việc dẫn nước cũng như là đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Để điều tiết nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho nhân dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Sông Chu đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, đồng thời tổ chức lực lượng đầu tư máy móc phương tiện như xe vận chuyển, máy múc, máy vớt rác tự động ở xa bờ kênh để thu gom vận chuyển, xử lý lượng rác thải lớn trên các tuyến kênh. Bên cạnh sự nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Sông Chu trong việc đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt của nhân dân, về lâu dài để giải quyết tình trạng vớt rác thải xuống kênh mương, điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức của người dân. Cùng với đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.
Bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.